Xin chào mọi người nha. Hôm nay em về được vài cái vỏ M79 nè. Vỏ nhôm M79 của Mỹ nha, hàng là chuẩn của Mỹ thời xưa. Những cái vỏ này là đời 1960 mấy đến 1970 mấy đó. Những cái vỏ này mờ mờ nè. Đó, cái này là năm 72 nha. Cái này năm 72 nè. À, cái này để em coi năm bao nhiêu đây. Này thì nó hơi đây đi. Này năm 74 nè. Lưu ý mọi người nha, đây là vỏ M79 của Mỹ. Thì vỏ M79 của Mỹ thì nó bằng nhôm nha. Đó, vỏ này là đời 62 nè. Cái đường kính của vỏ này là 40mm nha. Đường kính 40mm nè. Đó, người ta có ghi nè, 40mm nè. Còn cái chiều cao của nó là 46mm nha. Chiều cao của nó là 46mm. Đó, vỏ này năm 72 nè. Hàng đã bắn rồi nha. Nói chung là không còn cái hạt nổ, không còn hạt lửa nha. An toàn. Cái này mình siêu tầm hay là mình chế cháo hữu tâm hay gì đó cũng được nha. Đó, cái này năm 73. Đó, cái này được, cái vỏ này đẹp nè. À, cái này năm 67 nha, tháng 2 năm 67. Đó, được có một vỏ này đẹp nè. Vỏ bằng nhôm nha. Tức là vỏ bằng nhôm nhưng mà cái này là người ta sơn màu vàng đó, xi mạ gì đó màu vàng. Đó, cái này thì màu xanh. Cái này năm 69 nè, tháng 5 năm 69. Vỏ này thì bên em bán là 40.000 một vỏ nha. Mọi người mua nhiều thì giá nó sẽ rẻ hơn. Vỏ năm 72 nè. Vỏ này năm 68 nè. Mua lẻ thì 40.000 một vỏ nha. Còn 10 vỏ thì 350.000. Mọi người liên hệ với em là 0983880344 nha. Lưu ý đây là vỏ M79 của Mỹ, hàng chuẩn thời xưa đời 6 mấy, 1960 mấy, 1970 mấy nha.